Xin chào, chào mừng mọi người đến với kênh audio chuyện Đông Hua. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé. Đấu phá thương khung tri đại thiên thế giới tập 281, Tiêu Viêm đối đầu bán đạo thần. Chuyện của nội tháp chúng ta không cần ngoại nhân xen vào, hơn nữa không cho phép ngoại nhân tiến lên thượng tầng của nội tháp, là đệ tử thân truyền của nội tháp. Chẳng lẽ thất sư muội người không biết sao? Hơn nữa nếu như mấy vị lão sư của người phát hiện, sợ là sẽ bị trừng phạt. Dù sao thượng tầng của nội tháp có bí mật quan trọng của đan thần tháp chúng ta thấy tiêu viêm đứng ra giúp vũ tuyết tam sư tỷ liền lấy chuyện này ra nói trong đan thần tháp quả thực có quy định như vậy mà nghe vậy ba người tiêu viêm lâm động mục trần cũng nhìn về phía vũ tuyết thì ra thượng tầng của nội tháp không cho phép ngoại nhân tiến vào nhưng vũ tuyết lại không nói chuyện này xem ra có một số chuyện vũ tuyết cũng chưa nói với hắn bọn họ là hào bằng hữu của ta hiện tại thời gian cấp bách mau mau tránh ra nếu như có chuyện gì ta sẽ tự gánh mọi hậu quả giọng nói của vũ tuyết rất nhẹ nhưng trong giọng nói đã thể hiện quyết định của nàng vũ tuyết lại có thể vì hắn mà mạo hiểm gánh lấy trừng phạt trong lòng tiêu viêm tràn đầy cảm kích nhớ đến lời của nàng trước đó bất luận yêu cầu gì cũng không được từ chối nghĩ lại cũng cảm thấy hơi lo lắng nhưng trước mắt không phải là lúc suy nghĩ đến những chuyện này người tự gánh lần nào không phải là người tự gánh hậu quả cuối cùng đều được miễn trừ tam sư tỷ lại cười lạnh một tiếng toàn tính không cho vũ tuyết bọn họ tiến lên thượng tầng của nội tháp tiêu viêm bọn họ đứng một bên nghe bọn họ nói qua nói lại, hơn nữa vị tam sư tỷ kia cũng là người khó nhằn, tiếp tục như vậy không phải là cách, hôm nay đến đây, không biết quy củ của nội tháp, nhưng hai vị huynh đệ của ta muốn xin gặp mấy vị lão sư của Vũ Tuyết, mong người linh hoạt một chút, tuy mối quan hệ giữa vị tam sư tỷ này và Vũ Tuyết không tốt, nhưng mới đến nơi này, lại là địa bàn của người ta, nhất định phải khách khí một chút, tiêu viêm cũng chắp tay nói với tam sư tỷ, thế nhưng lại bị đối phương châm chọc khiêu khích, hừng, linh hoạt, hôm nay, ta sẽ cho các người biết thế nào là linh hoạt vừa nói nộ khí trong lòng tam sư tỷ lại bắt đầu bùng phát trong lòng nàng lúc này càng thêm ghen tuông đại sư huynh mà nàng vẫn luôn thích lại thích vũ tuyết tuy ngoài miệng nói không tin lời của vũ tuyết thế nhưng trong lòng đã thức nhận chuyện này bằng hữu của tình địch sao có thể nói qua là qua hôm nay nhất định phải khiến cho mấy người bọn họ bị trọng thương ở đây vừa xuất thủ tam sư tỷ liền thi triển toàn lực vì sự ghen tuông trong lòng đã khiến cho nàng hơi mất khống chế lực lượng thất trọng thiên vị thần trong nháy mắt bùng phát các đệ tử trong tháp nhìn thấy tam sư tỷ lại thi triển toàn lực xuất thủ với một ngoại nhân có thực lực ngũ trọng thiên vị thần đình phong khiến cho bọn họ cảm thấy hơi kinh hãi thậm chí một số đệ tử trong tháp bắt đầu cảm thấy thương xót cho tiêu viêm người này vừa rồi dẫn tới thần hỏa dị động chắc hẳn không phải nhân vật đơn giản thế nhưng dưới tay tam sư tỷ là thất trọng thiên vị thần chắc hẳn không thể nào chống lại được tam sư tỷ gầm thét một tiếng thần nguyên chi khí trong cơ thể lưu truyền không ngừng hóa thành một cỗ thiên vị thần lực khổng lồ cuồn cuộn nhập thân kiếm nàng vung kiếm trong tay nhắm thẳng vào tiêu viêm đâm tới một đạo công kích cường đại trong nháy mắt hướng về phía hắn tấn công đối mặt với uy thế như vậy tiêu viêm cũng thì chuyển ra thần kỹ thiên ảnh quy nhất xích trong nháy mắt một ngàn đạo xích ảnh hóa thành nhất xích tỏa ra ba động lực lượng kinh người xích ảnh khổng lồ âm thầm nện về phía đạo công kích cường đại kia của tam sư tỷ âm âm lực lượng song phương va chạm kịch liệt bộc phát ra một trận tia lửa chói mắt trói lọi vô cùng tuy chiêu thức của tiêu viêm tượng trưng cho thực lực cường đại của hắn thế nhưng lại có chút bất lực dưới công kích cường đại tuyệt đối của tam sư tỷ trực tiếp khiến cho thiên ảnh quý nhất xích tan rã mà chấn động bộc phát ra cũng khiến cho thân hình tiêu viêm bị đánh lùi ra sau vài chục thước mới dần ổn định lại thân hình nếu đổi lại là người khác dưới một chiêu này của đối phương đã sớm bị trọng thương đối với tiêu viêm thì không khiến cho các đệ tử trong tháp đều lên tiếng hoan hô kinh ngạc nhìn thấy vậy tam sư tỷ cũng tràn đầy vẻ mặt khó tin công kích của nàng có thể dễ dàng đánh bại đối thủ có thực lực ngũ trọng thiên vị thần đình phong vậy mà đối phương lại chỉ bị đánh lùi ra sau và chục thước thế nhưng ánh mắt nàng vẫn toát ra vẻ khiêu khích như thể đã nắm chắc phần thắng một chiêu này chỉ là do đối phương may mắn nàng lại một lần nữa giơ kiếm lên lao về phía tiêu viêm chuẩn bị phát ra công kích trí mạng thế nhưng xung quanh tiêu viêm trong nháy mắt xuất hiện một đạo tia chớp thân hình biến mất khỏi chỗ này liền tránh né được công kích của nàng một cách quỷ dị sau đó trong nháy mắt Tiêu Viêm liền thi triển công kích. Tiêu Viêm cũng không che giấu thực lực, trong lúc đôi mắt đen kịt hóa thành kim nhãn, lực lượng của phần thần Tam Hỏa hoàn toàn được giải phóng ra, hai tay chậm rãi nâng lên, một cỗ khí tức cường đại theo đó từ trên thân hắn bùng phát ra, đó là một loại khí tức vừa kỳ lạ vừa thần thánh, khiến người ta không khỏi cảm thấy hơi kính nể, thực lực của hắn cũng từ ngũ trọng thiên vị thần đỉnh phong, lập tức tăng vào thất trọng thiên vị thần đỉnh phong, thân thể cũng được lực lượng kim quang thần thánh bao phủ, vì trong tháp có sự tồn tại của một đạo thần hỏa khác tiêu viêm cũng không trực tiếp thi triển lực lượng của ba đạo thần hỏa nếu không chắc hẳn sẽ lại cộng hưởng với thần hỏa nơi này từ đó xảy ra dị biến như vừa rồi mà thôi động phần thần quyết trực tiếp khiến cho bản thân tiến vào hình thái phần thần tam hỏa phần thần chi lực vô cùng kỳ lạ lại thần thánh tỏa ra kim quang chói mát cái gì ngoại nhân được thất sư tỷ dẫn đến lại có thực lực thất trọng thiên vị thần đình phong hơn nữa kim quang trên người hán thần thánh quá khiến người ta không khỏi cảm thấy kính sợ rất nhiều đệ tử trong tháp đều cảm nhận được sự thần thánh từ đạo kim quang của tiêu viêm, sắc mặt đều kinh hãi, người này không đơn giản. trong đó cũng có một số người có thực lực cường đại, cảm nhận được kim quang thần thánh do tiêu viêm thi triển, rất đặc biệt, liền thay đổi cách nhìn về trận chiến này. ngay sau đó, tiêu viêm hít sâu một hơi, lực lượng cường đại trong cơ thể ngưng tụ, ẩn chứa năng lượng thể cực kỳ đáng sợ, như thể đã nghe được tiếng long ngâm bá đạo, như trọng thánh long ngâm, gầm. Giây tiếp theo trong miệng tiêu viêm phát ra một thanh âm long ngâm chấn động thiên địa thanh âm long ngâm như thánh long thiên ngoại mang theo uy nghiêm và lực lượng vô tận khiến cho cả trung tầng của nội tháp đều run rẩy công kích âm ba long ngâm đáng sợ kia trực tiếp xuyên thủng toàn bộ phòng ngự năng lượng như thể có thể xé rách hết thảy mọi sự tồn tại âm ba công kích kia đánh thẳng vào sâu trong thần hồn đối phương như thể muốn hoàn toàn hủy diệt nó công kích của tiêu viêm không chỉ là hủy diệt về mặt lực lượng càng là công kích hủy diệt thần hồn ngay khi thanh âm long ngâm kia tiến vào trong thần hồn đối phương thân hình đối phương liền chấn động đau đớn trong nháy mắt tràn ngập trong thức hải của nàng nàng cảm thấy một cơn đau không thể tưởng tượng nổi cổ họng không tự chủ được mà siết chặt huyết dịch từ cổ họng phun ra nàng cảm thấy thần thức bắt đầu trở nên mơ hồ dưới âm ba công kích bá đạo vô tình này toàn thân như thể đã mất đi sự kiểm soát cơ thể không khống chế được mà bay ngược ra ngoài nện mạnh vào vách tháp chỉ để lại một vết lõm sâu trên bức tường âm ba công kích vừa rồi đã đánh tan thần thức của đối phương. Mọi người đang nghe chuyện tại kênh youtube audio chuyện Đông hua, phải biết, Tam Sư Tỷ là đệ tử thân truyền luyện sược, thần hồn lực lượng cực kỳ cường đại, ít nhất đã đạt đến thất trọng thần hồn, mà người tên tiêu viêm kia mới chỉ có ngũ trọng thần hồn. Tại sao công kích bộc phát ra lại cường đại như vậy? Thế nhưng các đệ tử trong tháp không biết, Thánh Long ngâm do tiêu viêm thi triển là chuẩn tuyệt thế thần kỹ của tổ tiên Thánh Long tộc, nếu như thi triển tam trọng Thánh Long ngâm, ngay cả cao giai thiên vị thần thiên vị thần đỉnh phong cũng phải tránh né hơn nữa tiêu viêm đã tu luyện nhị trọng thánh long ngâm đến cực hạn cộng thêm lực lượng gia trì của phần thần tam hỏa liền có thể bộc phát ra hiệu quả bất ngờ mà hiện tại chắc hẳn thương thế thần hồn đã nghiêm trọng trận chiến này của tiêu viêm lại khiến cho không ít đệ tử trong tháp đều bắt đầu coi trọng hắn sự xuất hiện của tiêu viêm khiến cho bầu không khí chìm đắm trong luyện dược bấy lâu thoáng bị phá vỡ người này lại có thể đánh bại tam sư tỷ hơn nữa còn khiến cho thất trọng thần hồn của nàng bị thương nặng thật sự là đáng sợ tục đỉnh. từng tiếng bàn tán kinh ngạc bắt đầu truyền đến tay nhau ngươi mà lúc này thân hồn tam sư tỷ bị trọng thương vẫn có vẻ mặt không cam lòng muốn đứng dậy thế nhưng thương tích thần hồn lại khá nghiêm trọng chỉ có thể từ bỏ việc cấp bách hiện tại vẫn phải điều trị thương tích thần hồn trước nếu không nàng sẽ không có tư cách tham gia luyện thần đang đại hội sau hơn hai tháng nữa thế nhưng ngay khi tất cả đều tưởng sự việc đã kết thúc một giọng nói bá đạo lẫm liệt vang lên từ thượng tầng của nội tháp tiểu bối lại dám ở địa bàn của đan thần tháp, đánh bị thương ái đồ của ta, quả là kẻ vô tri cùng với giọng nói vang lên, một cỗ khí thế lôi đình vạn quân, khiến cho không khí đều run rẩy trong giọng nói này ẩn chứa uy áp siêu việt thiên vị thần đỉnh phong, khiến người ta không khỏi cảm thấy vừa kính nể vừa kinh hãi, không gian nội tháp rất lớn, nhưng như thể lại bị lực lượng vô hình nén lại, nhất là thần thể của tiêu viêm cảm thấy hơi đau nhức như muốn nứt ra, dưới sự nén ép của cỗ ngoại lực cường đại này, mà thần hồn tiêu viêm dưới sự nén ép uy hiếp của lực lượng vô hình này cũng bắt đầu không tự chủ được mà run rẩy như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị cỗ lực lượng đáng sợ này thôn vệ thân thể không thể chống lại nữa trực tiếp bị cỗ lực lượng này áp chế quỳ một gối trên mặt đất ngay cả lâm động và mục trần vừa định tiến lên giúp đỡ lại cũng bị cỗ lực lượng cực đáng sợ này đánh bay không cho bọn họ tiếp cận tiêu viêm nửa bước ngay sau đó một lão giả thân mang hôi bào bước xuống từ hư không tóc xám như xương khuôn mặt đầy nếp nhăn hàm dâu thô kệch ánh mắt sâu thẳm nhìn xuyên qua dấu vết tháng năm toát ra huyền diệu chi quang mỗi một bước chân của lão như thể đều có đạo pháp tinh diệu nhất giữa thiên địa đang lưu truyền khiến cho nhân tâm không khỏi sinh ra kính nể sắc mặt tiêu viêm càng thêm tái nhợt hắn biết thực lực của vị lão già xuất hiện trước mặt này đã chạm đến đại trụ đạo pháp đã là bán đạo thần lĩnh ngộ một phần đại đạo chi pháp của đại trụ so với vị bán đạo thần này bản thân hắn chỉ như hạt cát giữa sa mạc ngay cả hình thái phần thần tam hỏa căn bản không thể nào chống lại một chiêu ngay cả nửa chiêu cũng không thể nào lĩnh vực bán đạo thần không phải là sự tồn tại mà thiên vị thần có thể so sánh bởi vì đó là lực lượng siêu việt thoát khỏi xứng xích của thiên vị thần giới đại trụ đạo pháp mà lực lượng đạo pháp như vậy càng thêm huyền diệu tột đỉnh vì chưa lĩnh ngộ được đại đạo hoàn chỉnh thế nhưng chỉ cần lĩnh ngộ được một phần đại đạo cũng là một khoảng cách rất lớn với thiên vị thần khoảng cách đó chính là hố sâu thiên địa khó có thể vượt qua tiểu tử chính là ngươi dám đả thương ái đồ của ta hôm nay người chắc phải bỏ mạng ở đây rồi vị lão giả thân mang bào sám này bước đi cuối cùng dừng lại bên cạnh tam sư tỷ sau đó cho nàng nuốt một viên thần đan trong đôi mắt sâu thẳm toát ra sát ý cảm nhận được sát ý của vị lão giả sám bào này khiến cho các đệ tử trong tháp đều cảm thấy thương tiếc cho tiêu viêm bởi vì vị lão giả này chính là một trong thập đại thần trưởng của nội tháp có thực lực lĩnh vực bán đạo thần ngày thường vị thần trưởng này chính là một kẻ cuồng ái đồ trước đây chỉ cần có đệ tử trong tháp chọc cho tam sư tỷ không vui vị thần trưởng này liền xuất hiện giáo huấn đệ tử kia một trận kết quả trực tiếp bị phạt làm đệ tử cơ tầng vài năm mà hiện tại người tên tiêu viêm này trực tiếp đả thương ái đồ của lão như vậy chẳng phải hắn sẽ bỏ mạng tại đây sao mà vũ tuyết bên cạnh cũng nhìn thấy tình hình không ổn vội vàng xuất hiện trước mặt tiêu viêm khẩn cầu nói mã sư thúc tiêu viêm bọn họ là bằng hữu của ta hôm nay ta chỉ là dẫn bọn họ đến đây gặp các vị lão sư chỉ là không ngờ tới nửa đường lại gặp tam sư tỷ ngăn cản có lẽ đã xảy ra trước tranh cãi bằng hữu của ta cũng không có ác ý mong mã sư thúc có thể hạ thủ lưu tình tha cho bằng hữu của ta hừm vũ tuyết sư điệt chuyện này không thể nào kết thúc như vậy bằng hữu của ngươi đả thương ái đồ của ta hôm nay ngay cả khi ngươi cầu tình cũng khó thoát khỏi hình phạt vị mã thần trưởng lão này nhất định bảo vệ ái đồ của lão hôm nay chắc hẳn không nể mặt vũ tuyết sư điệt này nhất định phải khiến cho tiêu viêm đả thương ái đồ của lão trả giá đắt mã thần trưởng lão đã quyết trên thân lập tức tỏa ra một cỗ khí tức cường đại vừa uy nghiêm vừa bá đạo toàn thân như thể là một ngọn núi hùng vĩ oai phong Lão nhìn Tiêu Viêm, trong mắt lóe lên hàn quang, không nói thêm lời nào, trực tiếp vận chuyển đạo pháp Huyền Diệu, bàn tay lão đột nhiên xòe ra, phóng ra một cỗ ba động năng lượng đáng sợ, ập về phía Tiêu Viêm, không khí xung quanh như thể đều đóng băng, dường như ngay cả phân tử cũng bị cỗ lực lượng đạo pháp huyền diệu này dẫn dắt, cố định tại chỗ, sắc mặt Tiêu Viêm vô cùng nghiêm trọng, thần kinh căng thẳng, hắn biết thực lực của Mã Thần trưởng lão không tầm thường, dưới lòng bàn tay này, chắc chắn hắn sẽ bị trọng thương, thậm chí là tổn thương chí mạng mà bản thân hắn càng không thể nào bỏ mạng ở đây, bởi vì hắn còn phải giúp cho hai vị huynh đệ khôi phục thần thể mới. Nhìn thấy tiêu viêm gặp nguy hiểm, hai người lâm động và mục trần cũng toàn lực ứng phó, thi triển lực lượng của tổ phù và lực lượng nguyên thủy, bùng phát ra lực lượng đáng sợ, hình thành công kích cường đại trực tiếp nện vào đạo pháp của mã thần trưởng lão. Thế nhưng lại bị đạo pháp của đối phương một chưa đánh tan, bán đạo thần lực của đối phương cực kỳ huyền diệu đáng sợ, sau khi hóa giải công kích của lâm động và mục trần, còn trực tiếp đánh bay lâm động và mục trần bán đạo thần lực là lực lượng mà chỉ có bán đạo thần mới có thể nắm giữ mà mã thần trưởng lão vừa hay là một vị bán đạo thần chân chính tuy lâm động và mục trần cũng nắm giữ lực lượng đại trụ thần vật nhưng vì nguyên nhân thực lực bản thân cũng như lực lượng thật sự của thần vật không được kích hoạt bọn họ hiện tại căn bản không thể chống lại mã thần trưởng lão toàn bộ cảnh tượng lập tức trở nên tĩnh lặng tiêu viêm nhìn thấy hai người lâm động và mục trần bị đánh bay trong mắt lóe lên một tia nộ khí kìm nén mà công kích huyền diệu của mã thần trưởng lão lại một lần nữa nhanh chóng ập về phía Tiêu Viêm, không gian chấn động, một cỗ khí tức nguy hiểm âm thầm dâng lên trong lòng Tiêu Viêm.